Xin chào tất cả mọi người đã quay trở lại với kênh của Tường Nguyễn, chuyện bất động sản ở phía Nam của Sài Gòn. Và ngày hôm nay thì Tường sẽ mang đến cho mọi người một sản phẩm bất động sản khu vực Nhà Bè. Một căn nhà nhưng mà được mang cái phong cách đó chính là một tòa lâu đài tình ái mini rất là dễ thương và lộng lẫy. Mọi người thấy ngay ở phía sau của Tường đây, với diện tích chiều ngang lên tới 7m3 và chiều dài 11m5, công nhận 82m2. Nếu như mà quận 7 mà chúng ta di chuyển đến vị trí khu dân cư ven sông Nguyễn Bình này là độ khoảng 9 cho đến 10km, cách trung tâm Sài Gòn là 15km nha mọi người. Nếu như mà mọi người đi thì chúng ta sẽ có 3 tuyến đường, đó chính là Huỳnh Tấn Phát nè, Nguyễn Hữu Thọ và Lê Văn Lương. Riêng tuyến đường Nguyễn Hữu Thọ là tuyến đường đẹp nhất và rộng rãi nhất, tại vì nó tới hai cái con đường để chúng ta đi, là một bên là một chiều đó mọi người, thì đi chúng ta sẽ thoải mái dữ lắm. Thì bây giờ Tường sẽ cùng với mọi người đi vào bên trong để tham quan và tìm hiểu sâu sau cùng, đó chính là phần giá cả và pháp lý. Bây giờ đi thôi. Đầu tiên thì Tường sẽ nói về con đường phía trước nhà, mọi người thấy như thế nào? Rất là rộng rãi, sạch sẽ, được chám nhựa, hai bên có hai cái lề nhỏ. Khu này gọi là khu dân cư ven sông Nguyễn Bình mọi người ạ. Ở đây thì độ khoảng là 1 năm cho đến 2 năm nữa thì dân cư mới là đông, mới là sung. Và đây chính là mặt tiền của căn nhà mà Tường giới thiệu với mọi người. Nhìn giống như là một tòa lâu đài rất là đẹp và hoành tráng. Ở phía trước chúng ta có trồng một cái cây xanh để tạo cho cái căn nhà thêm cái khoảng xanh cũng như là không gian mát. Với căn nhà ở phía trước với thiết kế là theo tông màu vàng, nhìn nó sẽ sang trọng và lộng lẫy hơn. Được thiết kế gồm có một trệt cũng như là hai lầu ở phía trên, kèm theo đó là tầng phía trên chúng ta có sân thượng và mái đúc nên sẽ không có bị nóng. Và bây giờ Tường sẽ cùng với mọi người tiến vào bên trong của căn nhà. Ở phía ngoài chúng ta có một lớp cửa rào, cửa sắt và cắt CNC rất là đẹp mắt. Cửa mở 4 cánh mọi người ạ. Đây, Tường sẽ mở và đi vào bên trong. Ở phía ngoài thì chúng ta có một khoảng sân nhỏ. Ở bên tay phải của Tường đó chính là cái phần ra để xe hơi hoặc là có thể để xe máy cũng được. Phía trước cửa thì có một cái khoảng sân nhỏ nè, để trồng cây, trồng hoa rất là đẹp. Ở phía bên ngoài thì gia chủ có chừa 3 cái khung sắt, sau đó là tới cái cửa. 3 cái khung này là sẽ tạo cho căn nhà mình thêm cái độ thoáng và có gió hơn. Về cửa của căn nhà thì cũng được sử dụng cửa nhôm Sifa, kính cường lực rất là chắc chắn và hiện đại. Một bên sử dụng cửa của phòng khách và một bên đó chính là cửa của Rara để xe hơi. Thì bây giờ Tường sẽ tiến vào khu vực Rara để xe hơi nha. Với cái không gian như thế này thì đủ để đậu một chiếc xe hoặc là 5-6 chiếc xe máy gì đó cũng rất là thoải mái. Và có một cái ngăn cách giữa rara và phòng khách, đó chính là một cái ô gạch với tông màu đen rất là cách biệt. Và đây chính là cái không gian của căn nhà, mọi người thấy như thế nào? Rất là rộng, hoành tráng và đẹp, thiết kế hiện đại nhưng mà pha lẫn cái phần cổ điển. Ở phía trên chúng ta có hai cái đèn chùm tạo cho cái điểm nhấn, kèm theo đó là những cái viền vàng. Ở phía khu vực ở tay của Tường đây chính là vị trí của phòng khách. Ở phía trong đó chính là vị trí phòng bếp nấu ăn. Còn ở phía bên tay trái của Tường đây đó chính là khu vực mà chúng ta sẽ để bàn ăn, rất là rộng, độ khoảng là 8 cho đến 10 ghế cũng rất là thoải mái. Ở phía sau gia chủ thiết kế rất là hay, đó chính là một cái khung cửa có thể lùa qua thì tạo cho cái căn nhà của mình có thêm cái độ thoáng cũng như là gió. Và đây chính là khu vực cửa sau
và có một cái sân sau độ khoảng là 1m2. Đa phần sân sau thì chắc chắn phải chừa, tại vì những cái căn nhà bây giờ là phải chừa ngăn cách với nhau, lỡ có hỏa hoạn hay gì á cũng không có bị cháy lan qua nhà bên cạnh. Điều đó cũng rất là quan trọng. Vị trí ở trong cùng đây, đó chính là khu vực nhà vệ sinh ở tầng trệt, đang trong giai đoạn hoàn thiện nha mọi người. Đây chính là vị trí nhà vệ sinh ở tầng trệt, nó hơi nhỏ nhưng mà không sao. Tại vì nhà vệ sinh để tắm đồ thì ở trên lầu rồi. Bây giờ thì sẽ tham quan khu vực của bếp nha. Ở phía bên ngoài thì chúng ta sẽ có một cái quầy bar cũng tương đối là lớn, không phải nhỏ. Và phía trong đây chính là khu vực của bếp. Ở khu vực bếp thì bồn rửa đôi nè, ở phía bên tay trái, tay phải của tường, đó chính là khu vực để tủ lạnh. Ở phía trên thì chúng ta có tủ treo để thêm một số đồ vật cũng rất là tiện lợi. Và có một cái cửa sổ nhỏ ở phía trên cao nữa, sẽ tạo cho cái căn nhà mình có thêm cái độ thoáng. Khi mà mình nấu ăn, nấu nướng thì nó cũng dễ chịu hơn, sẽ không có gây mùi. Bây giờ thì Tường sẽ cùng với mọi người tiến lên khu vực lầu 1, lầu 2, cuối cùng sẽ là sân thượng. Cầu thang thì cũng được sử dụng đúc hoàn toàn tay nắm bằng gỗ và sử dụng tông gạch là màu đen. Ở phía bên trong tường thì dán nha mọi người. Cái loại này là dán nhìn nó cũng đẹp mắt hơn. Và đây chính là khu vực lầu đầu tiên. Ở phía bên phải thì mọi người thấy có một cái cửa sổ nè, có một cái kho nhỏ ở phía bên tay phải nữa nè, và cửa phòng thì ở phía bên đây. Với cái cửa thì cũng sử dụng tông màu đen. Đây chính là vị trí của căn phòng đầu tiên. Nhà vệ sinh thì cũng được thiết kế ở phía bên trong phòng với trang thiết bị cũng rất là tốt và cao cấp. Về gạch thì cũng được thiết kế cao, rất là sạch sẽ. Và đây chính là khu vực của giường ngủ nè, tủ, bàn trang điểm. Ở phía bên trong thì chúng ta có dán tường nhìn cũng rất là đẹp mắt, có ba cái bức tranh, có đèn ngủ nữa nha, và có một cái cửa sổ phía bên trong phòng. Này. Ở phía bên ngoài thì đó chính là căn phòng thứ hai. Phòng này là phòng master. Tại vì thì Tường thấy rất là rộng. Ở phía bên tay trái của Tường nè, có một cái không gian chúng ta có thể để tủ quần áo lớn hoặc là tủ giày dép, rất là thuận tiện. Còn ở phía bên tay trái của Tường đó chính là khu vực giường và kệ tivi. Và có cái cửa để chúng ta đi ra ban công. Ở phía bên trong đây đó chính là nhà vệ sinh ở trong phòng. Mỗi phòng thì đều có nhà vệ sinh riêng biệt hết, rất là đầy đủ tiện nghi, không có thiếu món nào. Bây giờ thì Tường sẽ tiến ra khu vực ban công. Về cửa thì toàn bộ là sử dụng cửa nhôm xi pha kính cường lực. Khi mà Tường mở cửa ra, gió nó lòn vào rất là mát. Thì mọi người thấy cái cây đó, gió rất là nhiều. Ban công thì độ khoảng 1 mét chiều tới và chiều ngang thì độ khoảng 4 mét. Và bên đây thì có một cái ban công nhỏ nữa nè, để chúng ta có thể trồng cây. Và gia chủ thiết kế hay lắm, có một cái thoát nước bên đó nữa, rất là tiện. Bây giờ quay trở lại căn nhà để tiến lên khu vực lầu 2. Ở vị trí lầu 2 thì Tường thấy có một cái phòng rất là lớn. Cái kho thì được đưa vô bên trong phòng luôn. Đây, không gian của cái căn phòng thứ 3 này rộng lắm. Độ khoảng là 20m2, có hai cái cửa sổ lớn ở phía bên sau thì rất là ưng ý. Và nhà vệ sinh thì cũng được thiết kế ở đây nè mọi người. Điều đặc biệt là nhà vệ sinh này ở phía trên chúng ta có một cái cửa sổ, nó sẽ thoáng hơn, không có gây mùi cho cái căn phòng. Nhà vệ sinh rộng lắm, có vòi sen, tường thì ốp cao, rất là đẹp. Bây giờ thì Tường tiến ra khu vực căn phòng cuối cùng. Phòng ở phía bên ngoài đây thì được chia ra làm hai bên. Có thể là một bên là chúng ta có thể làm phòng thờ và một bên có thể là làm phòng ngủ. Hoặc là nếu như nhà chúng ta không có thờ nhiều thì chúng ta có thể gộp lại hoặc là chia ra thành hai phòng nhỏ và một phòng lớn. Nhà vệ sinh thì cũng được thiết kế ở phía bên trong đây nè mọi người. Ban công đi ra bên ngoài. Và đây Tường đứng từ lầu số 2 và nhìn xuống phía dưới, rất là rộng.
Địa điểm cuối cùng mà Tường muốn giới thiệu với mọi người đó chính là sân thượng. Ở giữa nhà thì chắc chắn căn nào thì cũng sẽ có chừa một cái giếng trời để tạo cho căn nhà sẽ thêm cái ánh sáng của tự nhiên. Vị trí sân thượng thì chúng ta có sân thượng phía trước, kèm theo đó là sân thượng ở phía sau. Tuy nhiên sân thượng thì có hơi phần nhỏ hơn một chút xíu so với những căn khác, tại vì lý do là một bên chúng ta sử dụng máy đúc và một bên là sân thượng. Đây là sân thượng và bên đây là máy đúc nè mọi người. Đây, rất là đẹp, với tông màu xanh, rất là chắc chắn, không có bị nóng nữa. Ở phía trên máy thì cũng được sử dụng máy đúc và có hệ thống năng lượng mặt trời nè, có bồn 1.000 lít bằng inox. Và ở ngoài kia đó chính là công viên chạy dài cái sông nên rất là mát. Chúng ta chiều thì có thể tập thể dục hoặc là làm một cái tiệc nhỏ hoặc là câu cá ngoài đó, rất là mát. Và Tường sẽ tiến ra khu vực sân thượng ở phía bên ngoài sau nè. Sân thượng ở phía ngoài sau nhà thì nó hơi nhỏ và hạn chế hơn một chút xíu, nhưng mà có còn hơn không. Đây mọi người thấy nhỏ gọn lắm. Và những cái nhà ở phía sau thì chừng nữa thì sẽ quay lưng đau lưng với chúng ta. Và ở đây thì chúng ta có ba tuyến đường, tuyến đường trước cửa nhà mình đây và đằng kia nữa là ba tuyến đường khu dân cư ven sông. Ở ngoài kia là cây cầu, đó là thông qua bên đường Lê Văn Lương, thì đi cũng rất là thuận tiện mọi người ạ. Mình có thể đi mọi nơi. Bây giờ thì Tường sẽ quay trở lại với căn nhà để nói về cái phần thông tin và pháp lý. Nếu như mà mọi người có xem Tường quay video và giới thiệu nhà thì cái căn ở đằng đó đó mọi người là hướng Tây, thì buổi chiều thì có hơi nắng một chút xíu. Căn đó bán hồi trước Tết giá là 4.400.000.000. Ở bên đó thì sẽ không có cao như bên mình, thấp hơn mình một tầng, và máy thì sử dụng máy ton. Thì tiền nào của nấy nên mọi người có thể yên tâm về giá cả. Và bây giờ Tường sẽ nói về cái phần thông tin và pháp lý. Căn nhà ở vị trí đó chính là khu dân cư ven sông Nguyễn Bình. Nếu như mà chúng ta đi từ quận 7 mà đến cái vị trí của căn nhà này, đó chính là khoảng 9 cho đến 10 km. Với diện tích của căn nhà là chiều ngang là 7m3, rất là rộng rãi. Chiều dài của chúng ta đó chính là 11.5m, công nhận khoảng 82m2. Với căn nhà được thiết kế có gara để xe hơi và phòng khách, phòng bếp. Bên trên chúng ta có 3 phòng ngủ lớn. Một cái phòng phía bên ngoài thì chúng ta sẽ ngăn ra làm 2 phòng nhỏ hoặc là một phòng ngủ lớn nữa, thì cũng rất là thuận tiện. Bên trên thì chúng ta có sân thượng trước, sân thượng sau thì cũng hơi hạn chế, và một bên đó chính là khu vực máy đúc. Bồn nước cũng như là năng lượng mặt trời là đã có đầy đủ hết, nên mọi người có thể về là có thể sử dụng được ngay. Chỉ sắm thêm một số đồ nội thất, những giường đồ theo ưng ý của gia chủ mới. Về pháp lý thì mọi người có thể là hoàn toàn là yên tâm, sổ hồng riêng và hoàn công đầy đủ. Giá mà gia chủ muốn bán cái căn lâu đài tình ái này đó chính là 4.850.000.000, vẫn còn thương lượng. Về hướng của căn nhà đó chính là hướng chính đông, có phần hỗ trợ của vay vốn ngân hàng nên mọi người có thiếu chút đỉnh cũng không sao. Ở khu vực nhà bè thì ngân hàng có thể cho vay khoảng 6-70%, thấp hơn khu vực quận đó chính là 80%. Về tin nè cũng như thắc mắc thì mọi người hãy xin liên hệ trực tiếp với Tường để Tường có thể giải đáp cũng như là dẫn mọi người đến đây xem trực tiếp cái căn nhà này. Về phần video thì Tường cũng xin được kết thúc. Mọi người hãy like cũng như là đăng ký kênh để ủng hộ Tường, để cập nhật thêm những căn nhà, những bất động sản phù hợp với mọi người, phù hợp với tài chính của mọi người nữa nha. Chào tạm biệt mọi người, cảm ơn mọi người rất là nhiều. Bye bye.